rồi. Sao lại không có tiếng này Sơn? Chị Hồng đâu hả? Chị Hồng vào đi. Thấy Hello, cô cảnh Hồng báo lại thông báo, thấy cô Hồng lại thông báo là chỗ mạng, chỗ thầy mạng kém lắm, mọi người nghỉ học. Em bảo là vào được rồi. Mẹ ạ, mất tiếng rồi. Mẹ rồi. Bên này là cái nhà đi. Thấy mày chắc quay thoải mái đúng không ạ? Vâng, em chưa thấy cô Hồng vào để chuyển host. Em cứ nhắn tin vào nhóm ấy, cho mọi cô vào. Vâng, em nhắn rồi ạ. Mọi người đâu rồi? Vào đi. Vào để học kiến thức để mà kinh doanh đi. Em chào thầy. Em chào thầy, em chào cả nhà nhé. Được rồi, đây nhà sống nhé. Không, cứ học hỏi. Ai nói giọng miền Trung ấy nhỉ? À, Lily à? Hay là ai đấy? Em Lily đó thầy. À đâu xem nào, xem gì đâu, Lily đâu? À đây à? Đây à? Tại sao cái máy này nó lại không quay được? Mặc hộp máy gì nữa với tiếng được thầy. Em chào chị Hồng. Ờ, chị chào em. Dạ. Bảo tìm mãi mới thấy thầy. Mạng yếu quá chỗ thầy. Đi công. Dạ. Cái này cũng quay được đi. Ok. Mở mãi mà thầy. Ừ, cả nhà mình chúng ta bắt đầu cho mọi người vào để chúng ta học nhé. Vào để chúng ta em tắt hết tiếng rồi thầy, bật mic đi. Ok, cả nhà mình chúng ta đợi một chút nữa nhé. Hôm nay nếu mà nó hao ra thì chúng ta vào lại để học tiếp. Chết rồi.
Chào đi. Mình tắt đi. Nghe cơ ổn định được không đấy, kêu ầm ầm. Phải tắt tiếng đi rồi à? Rồi cả nhà mình ơi, chúng ta chuẩn bị nha. Hôm nay lại không quay được video rồi. Ok, mình vừa từ Hà Nội về Nam Định, mai làm thị trường Nam Định. À, nói chung là hôm nay đúng lịch chúng ta cũng làm ra học. Tại mình không có bảng, thì là mình nói cả nhà mình cố gắng nghe nhé, nghe. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thị trường ngoại hối nó là như thế nào. Đó. Nhà mình và chúng ta hiểu được hai cái từ ngoại hối ấy, thì chúng ta có những cơ hội đầu tư rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu hai cái từ ngoại hối thì chúng ta bỏ lỡ đi cơ hội đầu tư, cái cơ hội đầu tư vô cùng tuyệt vời luôn. Và giờ mà như là VTV3 họ nói đấy, là thị trường ngoại hối đó là mỏ vàng ngự thiên, bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác. Đó. Vậy thì thị trường ngoại hối nó là gì? Thì chúng ta phải thay đổi cái tư duy ngành nghề. À, thì trong tất cả mọi ngành nghề ấy, thì nó đều liên quan đến tiền. Các ngành kinh doanh truyền thống thì tiền mua hàng này, tiền mua hàng và trao đổi hàng hóa, hoặc là tiền trao đổi dịch vụ. Và có một cái, có cái ngành đó là ngành tài chính, thì nó bao trùm đến tất cả mọi ngành nghề ở nhà mình. Ngành tài chính nó rất là rộng lớn, nó bao trùm đến tất cả mọi ngành nghề. Thì ở trong ngành tài chính thì ngoại hối nó lại là cái ngành bao trùm lên ngành tài chính. Ngoại hối lại là cái ngành mà nó bao trùm lên ngành tài chính. Và cái ngành ngoại hối nó chỉ khác cái ngành nghề ở ngoài truyền thống chúng ta. Các ngành nghề ở ngoài truyền thống nó là lấy tiền để mua hàng, trao đổi hàng hóa hoặc trao đổi dịch vụ. Thì ở trong thị trường ngoại hối thì người ta dùng tiền, đó là sản phẩm để trao đổi tiền. Và trong cái thị trường ngoại hối ấy, thì trong thị trường ngoại hối thì sản phẩm là tiền. Và chúng ta phải thay đổi tư duy. Chúng ta đang quen tư duy là tiền mua sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta lấy là tiền sẽ đổi cái tiền, sẽ trao đổi và mua bán tiền với nhau. Đó. Ở ngoài kia là tiền mua hàng, còn ở đây là tiền mua tiền, trao đổi mua bán ngoại tệ. Cái thị trường ngoại hối đó là cái thị trường mà đứng đầu trong ngành tài chính. Mà ngành tài chính thì bao trùm đến tất cả mọi nghề. Nghe được không? Trong tất cả mọi ngành nghề thì nó đều là liên quan đến tiền, liên quan đến tiền ở nhà mình nhé. Thế thì cái ngoại hối nó lại là bao trùm đến ngành tài chính, mà ngành tài chính là lớn nhất trong tất cả mọi ngành nghề. Đó, thì chúng ta thấy là cái thị trường, cái ngành ngoại hối là một ngành rất là lớn, rất là lớn. Nó bao trùm đến tất cả mọi ngành trong mạng xã hội. Thế thì đặc điểm của thị trường ngoại hối là gì? Và tại sao mà VTV3 họ nói là đó là mỏ vàng đầu tiên, bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác của bạn? Đó.
Thế thị trường ngoại hối là thị trường trao đổi tiền tệ trên toàn thế giới. Cho nên nó rất là lớn, nó trao đổi các cái cặp tiền ngoại tệ mạnh với nhau. Ví dụ như đô la đổi ra euro, đô la đổi ra yên Nhật, hay là đô la đổi ra đô la Hồng Kông. Và chúng ta mình dùng là chúng ta đi ra Mỹ trả sang Mỹ lại thì chúng ta phải đến ngân hàng, chúng ta dùng tiền Việt Nam mình chúng ta mua đô la, đó là chúng ta tham gia vào ngoại hối rồi. Và khi đi Mỹ về còn đô thì chúng ta phải đến ngân hàng chúng ta bán đô, chúng ta lấy tiền Việt đấy, đó chính là tham gia thị trường ngoại hối, tức là nó quy đổi các đồng tiền của quốc gia với nhau. Và vì thị trường ngoại hối nó rất là rộng lớn cho nên cái nó có một cái đặc điểm riêng của nó đấy. Thì thị trường ngoại hối là thị trường giao dịch tiền tệ toàn cầu và nó hoạt động liên tục không ngừng nghỉ 24 giờ trên 24 giờ, và nó bắt đầu vậy từ châu Úc, xong nó sang châu Á, xong nó qua châu Âu và nó về châu Mỹ, kết thúc một một cái ngày hoạt động của nó là thị trường hoạt động 24 trên 24 giờ. Và khối lượng tiền tệ tham gia vào thị trường này rất là lớn. Một ngày trung bình là khối lượng giao dịch là từ 6.000 tỷ đô cho đến 11, có ngày cao điểm đến 11.000 tỷ đô. 6.000 tỷ đô đến 11 tỷ đô cả nhà mình nhé. Khối lượng giao dịch rất lớn nên không có một ai có thể lũng đoạn được thị trường. Không một tổ chức nào lũng đoạn được cái thị trường này cả. Chúng ta có hình dung là tổng tài sản của bác Vượng ấy, có 6 tỷ đến 8 tỷ tùy theo giá cổ phiếu. Thế mà khắp trong Nam ngoài Bắc thì nhà bác Vượng bác có nhà, bác có nhà máy sản xuất ô tô, bác có nhà máy sản xuất điện thoại, bác có bệnh viện, bác có trường học. Đó. Mà nó chỉ có 6 tỷ đô đến 8 tỷ đô. Và đây là thị trường của chúng ta là nó tới 6.000 tỷ. Thì cả nhà mình liên hệ xem nó lớn hơn bao nhiêu là 6 tỷ. Đó. Cho nên là không có một ai thao túng được thị trường này. Và chính vì vậy là cái tính thanh khoản của thị trường ngoại hối nó rất là cao và rất là nhanh. Nó thực hiện ngay và luôn, khối lượng giao dịch không có hạn chế, ai có bao nhiêu tiền tham gia vào đây cũng được. Đấy, cả nhà mình nhớ đặc điểm nó là một cái thị trường nó hoạt động một ngày từ 6.000 tỷ có ngày cao điểm lên đến 11.000 tỷ. Đó, cho nên là không có một đối tượng nào tham gia thao túng được vào đây, và nó rất minh bạch, rất minh bạch. Đó. Nó rất minh bạch. Minh bạch là cái gì? Đó là nó hoạt động trên cơ sở luật pháp, các tổ chức quản lý ngoại hối cấp, các cái quốc gia họ cấp phép cho các cái đơn vị tham gia ngoại hối, nên nó rất minh bạch, và nó thanh khoản nhanh, ngay và mua thanh khoản rất là nhanh, tính thanh khoản của nó nhanh. Trên chúng ta đã tham gia vào thị trường ngoại hối ấy, là chúng ta sẽ thấy mà cái khả năng thanh khoản rất là nhanh. Nên là khi mà chúng ta tham gia vào đây là chúng ta có thể rút tiền về bất cứ lúc nào được. Đấy, thì đặc điểm thứ nhất là nó hoạt động liên tục 24 giờ trên 24 giờ. Bắt đầu từ châu Úc sang châu Á, sau về châu Âu, qua châu Âu về châu Mỹ, kết thúc. Châu Á chúng ta có thị trường Tokyo này, thị trường Hồng Kông. Châu Âu thì có thị trường London, và ở Mỹ thì có thị trường New York là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu. Và một quốc gia nào đó mà tạo ra được cái thị trường tài chính để thế giới họ đổ tiền vào, họ kinh doanh tiền tệ, thì nước quốc gia đó rất là giàu. Và cái khối lượng giao dịch thì cả nhà mình nắm là nó từ 6.000 tỷ đến 10.000 tỷ. Nó buôn bán các cặp tiền với nhau. Và thế giới này nếu không tiền tệ không lưu thông thì coi như là thế giới đã bị đình trệ và không phát triển được. Cũng khi thị trường tiền tệ nó cũng giống như là mạch máu cho con người ta. Nếu mà máu không lưu thông thì con người ta chết. Vậy thì tiền tệ ở thế giới nó cũng vậy, nó không lưu thông. Và đặc điểm của thị trường ngoại hối ấy, nó hoạt động và nó có thể kiếm tiền được cả khi thị trường đi lên và khi thị trường đi xuống. Thị trường đi lên thì ở ngoài kia chúng ta kinh doanh tiền hàng ấy, thì chỉ thị trường đi lên thì chúng ta mới có lãi, còn thị trường đi xuống là lỗ. Ví dụ chúng ta mua một miếng đất 1 tỷ, nếu mà đi lên chúng ta bán được 1 tỷ 2 tỷ 3, nhưng nếu mà thị trường bất động sản nó xuống chúng ta bán được 800 900 thì chúng ta lỗ rồi. Còn ở thị trường ngoại hối ấy, nó tham gia giao dịch, nó tạo lợi nhuận ra cả hai chiều. Khi mà thị trường tăng tăng giá thì nó vẫn có lãi, và khi mà thị trường xuống giá thì nó vẫn kiếm được lợi nhuận. Đấy. Trên cái đặc điểm của thị trường ngoại hối là nó tạo ra lợi nhuận cả hai chiều, nhà mình nhé, cả hai chiều. Khi thị trường đi lên nó cũng tạo ra lợi nhuận,
khi thị trường đi xuống nó cũng tạo ra lợi nhuận, vì nó giao dịch giữa các cặp tiền với nhau. Thì dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này. Đấy là đặc điểm thứ ba của thị trường ngoại hối, là nó tạo ra lợi nhuận cả khi thị trường đi lên và thị trường đi xuống. Nó không phụ thuộc vào cái suy thoái kinh tế hoặc là kinh tế toàn cầu mà suy giảm, hoặc là dịch bệnh, các thứ nó đều không bị ảnh hưởng. Đấy, bởi vì lưu thông tiền tệ của thế giới nó cứ lưu thông và cứ tham gia mua bán. Đấy, nhà mình nhé. Và trong thị trường ngoại hối này thì các ngân hàng là đứng vai trò là chủ đạo, là kiểm soát toàn bộ dòng tiền thế giới. Các ngân hàng trung ương và ngân hàng ngoại thương và các cái tổ chức quản lý quỹ, họ kiểm soát toàn bộ dòng tiền thế giới, họ đứng vai trò thanh khoản, họ mua cho người bán và họ bán cho người mua. Cho nên là thị trường ngoại hối nó chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ, bởi vì ngân hàng nghỉ thì thị trường cũng nghỉ. Và thứ cái đặc điểm nữa của thị trường ngoại hối đó là nó hoạt động thông qua các cái chợ giao dịch ngoại hối mà người ta gọi là các sàn giao dịch ấy. Thì các cái đối tượng tham gia vào thị trường đó là các cá nhân, các đội nhóm, các cái tập đoàn mà được phép nhận ủy thác vốn, các ngân hàng tham gia vào thị trường này. Và cả nhà mình thấy, mình đăng tin lên nhóm đấy, là năm 2019 tổng các cái ngân hàng Việt Nam lãi rất là nhiều, họ tham gia vào ngoại hối. Và đặc biệt ngân hàng Vietcombank năm 2020 đã lãi trước thuế là 23 nghìn tỷ, tương đương với 1 tỷ đô la, trong đó chủ yếu là hoạt động ngoại hối. Các ngân hàng Việt Nam họ có cái vị trí đẹp này, có cái chỗ đẹp này, đó là nhờ họ có cái phòng giao dịch ngoại hối và họ tạo ra rất nhiều lợi nhuận. Nhưng luật pháp Việt Nam thì không cho phép ngân hàng đứng ra để làm nhiệm vụ giúp cho các nhà đầu tư vào ngoại hối, thì chính phủ Việt Nam không cho phép. Nhưng mà chúng ta cũng được quyền tham gia vào thị trường ngoại hối, bởi vì chúng ta chỉ là tham gia giao dịch tiền tệ. Và đặc biệt trên VT, trên các kênh VT, VTV1 này, VTV3 này, HTV6 này, thì có cái chương trình của anh Giác Kỳ Thái, là cái anh ấy đã đăng ký độc quyền để mà quảng bá về thị trường ngoại hối. Và cả nhà mình cái search về các kênh ấy, thì các kênh của đài truyền hình Việt Nam ấy, để nói về ngoại hối rất là tốt, và người ta khuyên mọi người nên tìm hiểu để mà đầu tư vào thị trường ngoại hối này để mang về lợi ngoại tệ về cho đất nước chúng ta. Đó. Và đặc điểm nữa của thị trường ngoại hối là nó chống được lạm phát. Ví dụ như là tập đoàn IN họ đang tạo ra lợi nhuận bây giờ là 11,30% của năm 2020 chẳng hạn. Đó, thì chúng ta gửi vào đây thì nó lợi nhuận rất là cao, nó chống được lạm phát. Và đặc biệt nữa, ở trong thị trường ngoại hối nó có hai cái đặc điểm mà các thị trường, các ngành khác không có được. Đó là nó tạo ra được lợi nhuận lãi suất kép. Mà Albert Einstein ông nói là cái lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Đó. Và nếu chúng ta tận dụng được lãi suất kép thì nó sẽ giúp chúng ta giàu có. Thì duy nhất ở thị trường ngoại hối và ngân hàng nó tạo ra được lãi suất kép. Còn tất cả các ngành nghề nó không tạo ra được. Vậy cái đặc điểm của thị trường ngoại hối mà không có thị trường nào có được, đó là nó có cái đặc điểm. Thứ nhất là nó hoạt động liên tục 24 giờ trên 24 giờ. Nó, sản phẩm ở đây nó là hàng hóa, ở đây nó là tiền, trao đổi tiền, mua bán tiền. Đó. Và nó hoạt động không ngừng nghỉ từ thứ hai đến thứ sáu suốt ngày đêm. Khối lượng giao dịch rất là lớn, tính thanh khoản nhanh. Đó. Và đặc biệt là cái đặc biệt này này, mình nhắc lại này, thị trường đi lên thì nó kiếm được tiền, mà thị trường đi xuống thì nó kiếm được tiền. Còn nếu chúng ta kinh doanh tiền hàng ấy, nếu thị trường đi lên chúng ta có lợi nhuận, như thị trường đi xuống chúng ta lỗ. Còn ở thị trường ngoại hối này, thị trường đi lên nó cũng kiếm lợi nhuận, mà thị trường đi xuống nó cũng kiếm lợi nhuận. Đó. Và đặc biệt là nó tạo ra cái lãi suất kép để mà giúp chúng ta giàu có. Và nó là kỳ quan thứ 8 của nhân loại, cả nhà mình nhé, lãi suất kép. Đấy là những cái đặc điểm của thị trường ngoại hối. Và chúng ta tham gia thị trường ngoại hối hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hoàn toàn phù hợp. Làm cái gì thì làm, chúng ta phải tuân thủ được luật pháp thì chúng ta mới làm. Đó, đấy. Thì cái tính chất của thị trường ngoại hối là như vậy. Và một cái điều nữa mà thị trường ngoại hối nó ưu việt hơn các thị trường khác ấy,
là nó có hệ số đòn bẩy để nó tăng cái tiền giao dịch của nhà đầu tư lên. Và các sàn giao dịch thì họ thường dùng hệ số đòn bẩy 1/50, 1/100, 1/200, 1/300, 1/500, 1/1000 hoặc là vô cực. Hệ số đòn bẩy là như nào? Ví dụ bạn có 1.000 đô thôi, bạn tham gia vào thị trường. Nếu bạn dùng hệ số đòn bẩy là 50, thì khi tham gia vào thị trường ngoại hối này, cái số tiền của bạn không là 1.000 đô nữa, mà nó tăng lên 50 lần. Cho nên nếu mà bạn thắng thì là không phải thắng 1.000 đô, mà là lấy 1.000 đô nhân 50 lần, thì nó là 50.000 đô đó. Thắng là thắng 50.000 đô. Nhưng nếu mà thua, thì là mất luôn 1.000 đô đó. Đấy, cho nên ở thị trường ngoại hối nó có cái hệ số đòn bẩy để nó tăng cái tiền giao dịch cho các nhà đầu tư. Nhưng đây là con dao hai lưỡi, có thể được rất nhiều mà cũng có thể mất tất cả cái tài khoản. Đấy là những cái đặc điểm của thị trường ngoại hối. Đấy, nó rất minh bạch. Vậy thì thị trường ngoại hối này nó được hình thành từ khi nào? Đó. Từ khi nào? Thì cái giao dịch tiền tệ của thế giới thì nó có từ rất lâu đời rồi cả nhà mình. Thế nhưng thị trường ngoại hối nó chính thức được thành lập từ năm 1971, khi mà chính phủ Hoa Kỳ họ bỏ chế độ bản vị vàng bảo vệ cái tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Thì từ năm 71 về trước ấy, thì đồng đô la được bảo vệ bằng vàng. Đấy, cái mệnh giá của đồng đô la được bảo vệ vàng. Và khi đó thì nước Mỹ khi mà thanh khoản, khi mà giao thông thương ngoại thương với thế giới các nước khác, họ thường đem vàng ra họ thanh toán. Ví dụ trị giá 1 triệu đô là bao nhiêu vàng đấy, thì họ thanh toán vàng cho các quốc gia, chứ không phải thanh toán tiền, bởi vì đồng tiền nó được bảo vệ bảo chứng bằng vàng. Đấy. Và khi mà năm 1971 thì bắt đầu khi mà chính phủ Mỹ họ thấy họ xuất vàng đi nhiều quá, cái lượng vàng dự trữ gần như cạn kiệt, bởi vì phải thanh khoản với các nước, thì họ bắt đầu bỏ cái chế độ bản vị vàng cho đồng đô la và thả lỏng tỷ giá hối đoái. Tức là khi đó đồng đô la là một cái công cụ thanh toán luôn, và lúc đó thì họ chỉ lấy đô la họ thanh toán, họ thanh toán vàng được. Từ năm 1971 cả nhà mình nhé, nó bắt đầu từ năm 1971 luôn. Đó. Bắt đầu từ năm 1971 thị trường ngoại hối. Đấy, khi mà chính phủ Mỹ họ bỏ chế độ bản vị vàng, thì thị trường ngoại hối bắt đầu hình thành. À, đầu tiên ấy thì khi tham gia thị trường này nó chỉ có các ngân hàng trung ương và các tổ chức quản lý vốn thôi. Và cái khối lượng giao dịch của thị trường nó rất là lớn. Ít nhất một cái lệnh tham gia giao dịch để trao đổi mua bán tiền tệ nó phải 10 triệu đô đến 50 triệu đô. Nhưng bắt đầu từ khi có mạng Internet ra đời thì thị trường ngoại hối nó mở rộng tới các cá nhân, các đội nhóm, các tập đoàn và các ngân hàng nhỏ đều bắt đầu được tham gia vào thị trường ngoại hối này. Đó, khi có mạng Internet thì chỉ cần một cái máy điện thoại, cái máy laptop là tất cả mọi người bất kỳ ở đâu có thể tham gia vào thị trường mới được rồi. Và nó hoàn, mình nhắc lại là nó hoàn toàn hợp pháp nhé. Nó hoàn toàn hợp pháp. Và chỉ cần một cái máy tính. Và với nhờ cái hệ số đòn bẩy thì người ta có thể tham gia vào thị trường với cái số vốn nó rất là nhỏ. Một vài trăm đô đã tham gia được rồi. Nhờ cái hệ số đòn bẩy đấy. Đấy. Thì người ta tham gia vào thị trường mới. Vậy thì thị trường ngoại hối nó thành lập chính thức là từ năm 1971 cho đến ngày nay. Và khi mà Internet ra đời thì mở rộng ra tất cả các đối tượng, các cá nhân đều được tham gia. Và với Việt Nam mình thì hai cái từ ngoại hối Forex nó cũng bắt đầu xuất hiện từ những năm trước 2014, 2015, 2016 thì nó đã xuất hiện rồi. Nhưng rất ít người biết tìm hiểu về nó. Và đến ngày nay thì Đảng và Chính phủ đang rất là quan tâm, tập trung mũi nhọn vào cái ngành tài chính và đặc biệt là ngoại hối. Và cả nhà mình xem báo cáo của các ngân hàng, họ giao dịch ngoại hối họ thu rất là nhiều lợi nhuận. Đấy, Vietcombank 2020 này một tỷ đô rồi về giao dịch ngoại hối. Trên là chúng ta thấy ngân hàng họ không phải thu lợi nhuận từ cái tiền họ cho vay, từ cái tiền người mà họ nhận gửi họ cho vay đâu, mà họ thu lợi nhuận chủ yếu từ giao dịch nhất cả nhà mình. Đó. Đây là một thị trường vô cùng tiềm năng. Và VTV1 có một cái bài họ nói là khi mà các bạn biết đến thị trường ngoại hối thì các bạn mới giật mình, các bạn mới bảo là mới nói với chính bản thân mình là tại sao một cái thị trường nó năng động như này, nó tiềm năng như này, nó tạo cho mọi người
nhiều cái cơ hội để mà tham gia kinh doanh như này, đầu tư như này, và chúng ta lại không biết đến nó. Và chúng ta ngày hôm nay nhóm doanh nhân của chúng ta rất hạnh phúc đã biết đến thị trường ngoại hối. Đó. Vậy thì thị trường ngoại hối nó hoạt động như thế nào? Hoạt động như nào? Ai là người đứng ra tổ chức cái thị trường này? Cái thị trường 6.000 tỷ cho đến 11.000 tỷ trong một ngày này. Mà nếu không có cái tổ chức ấy, thì người ta có thể buôn lậu tiền, buôn rửa tiền này, buôn lậu, buôn ma túy này, đấy, buôn vũ khí này. Trên cái thị trường ngoại hối này nó phải được kiểm soát rất là nghiêm ngặt, chứ không như chúng ta nghĩ đâu nhé. Thế thì thị trường ngoại hối ấy, thì nó có 8 cái tổ chức, rất nhiều cái tổ chức ngoại hối họ quản lý theo từng khu vực một. Thì trên thế giới này có 8 cái tổ chức quản lý về ngoại hối lớn nhất và uy tín nhất hành tinh. Đó là Finma của Thụy Sĩ, đó là LFA của Mỹ, đó là FCA của Anh, đó là BASIC của Úc. Rồi thì của Nhật cũng có một tổ chức rất là uy tín. Nó có 8 cái tổ chức uy tín hàng đầu này để mà nó quản lý thị trường, nó cấp phép cho các sàn giao dịch, cấp phép cho các cái tập đoàn mà nhận ủy thác đầu tư của các nhà đầu tư, ví dụ như EAL này. Và khi chúng ta tham gia vào thị trường ngoại hối, nếu chúng ta tham gia mà chúng ta tự tham gia vào đây để kinh doanh, để buôn bán tiền với thế giới, thì mình không khuyên các bạn tham gia như vậy. Bởi vì các bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền, các bạn học, sau đó các bạn lại còn phải giao dịch, mà cái khả năng thắng trong thị trường này thì nó rất là thấp, rất là thấp. Cho nên là mình không khuyên các bạn tham gia vào thị trường ngoại hối này với tính chất cá nhân, mặc dù chúng ta hoàn toàn có quyền nhé. Bởi vì chúng ta phải mất thời gian chúng ta học, chúng ta phải mất vài nghìn đô học phí, sau đó lại học, lại phải có vốn để mà tham gia. Thế thì tham gia vào thị trường ngoại hối này, cái điều đặc biệt quan trọng để tạo ra lợi nhuận đó là phải quản lý được vốn và quản trị được cảm xúc. Và đặc biệt là quyết định cái thời điểm tham gia vào thị trường và thời điểm rút ra thị trường. Đấy là ba cái yếu tố quan trọng nhất để mà người ta mới thành công được trong thị trường ngoại hối này. Cho nên là mình không khuyên các bạn tự độc, mình không khuyên các bạn độc lập tham gia vào thị trường ngoại hối nhé. Mình không khuyên các bạn là các bạn phải đứng trên vai người khổng lồ để mà chúng ta kinh doanh. Đấy, chúng ta phải đứng trên vai người khổng lồ để chúng ta làm kinh doanh nhà mình nhé. Chứ còn mình không có khuyên các bạn là tự tham gia vào. Vậy thì chúng ta biết đến thị trường ngoại hối nó là những mỏ vàng độ thiên rồi. Ngày hôm nay chúng ta làm thế nào để chúng ta đưa được cái mỏ vàng đó về nhà mình? Đó. Thì chúng ta phải hiểu thị trường ngoại hối nó là như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Và chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta không nên là những nhà đầu tư độc lập, bởi vì chúng ta mất rất nhiều thời gian để chúng ta học này, mất nhiều học phí này, phải đóng tiền học phí vài nghìn đô để học để thành thạo, thì mình không khuyên các bạn đó. Vậy ngày hôm nay có một cái tập đoàn họ chuyên tham gia vào thị trường ngoại hối này và họ đã liên tục giành thắng lợi trong 4 năm đó, và họ được phép nhận ủy thác đầu tư cho các nhà đầu tư, chỉ việc gửi tiền vào cho họ giao dịch, họ tạo lợi nhuận cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc đầu tư tiền vào cho họ để họ tham gia giao dịch và chúng ta tạo thu được lợi nhuận. Thì đó là tập đoàn EAL Group. Họ được chính phủ Thụy Sĩ cấp phép, được ba tổ chức quản lý về ngoại hối uy tín nhất cấp phép, đó là Finma của Thụy Sĩ, LFA của Mỹ và một tổ chức của Canada cấp phép. Thế thì tại sao tập đoàn EAL Group này họ lại phải xin nhiều giấy phép của các tổ chức quản lý ngoại hối như vậy? Bởi vì càng có nhiều giấy phép của các tổ chức ngoại hối thì uy tín của tập đoàn nó càng được, và nó càng được minh chứng rằng là họ hoạt động minh bạch. Và khi có nhiều giấy phép tổ chức của các tổ chức ngoại hối cấp như vậy thì chúng ta yên tâm chúng ta đầu tư vào. Bởi vì muốn một tổ chức ngoại hối cấp phép thì họ phải đến là xác minh nhân thân lý lịch này, chứng minh vốn này, rồi ký quỹ này, và đặc biệt là cái ở NFA của Mỹ thì họ kết hợp với cả cục tình báo FBI của Mỹ
hai cái đơn vị này họ kết hợp với nhau ấy, để mà họ điều tra, họ giám sát tất cả các hoạt động trên thị trường khối của các cái tổ chức mà được họ cấp phép. Họ sẵn sàng truy tố, họ sẵn sàng truy lùng, họ sẵn sàng bắt, và họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc để mà làm thế nào đó bảo vệ cái dòng tiền của nhà đầu tư. Đó. Đấy, cả nhà mình nhé. Thì tập đoàn IAL Group ấy, họ được ba cái tổ chức ngoại hối cấp phép, được chính phủ Thụy Sĩ cấp phép, và đặc biệt họ được Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấp phép để mà đưa cái cổ phiếu của họ lên sàn Nasdaq. Thì tập đoàn đã ra cổ phiếu rồi, họ để lên sàn Nasdaq. Mà nếu muốn lên sàn Nasdaq mà không được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép, không được Cục Quản lý Tiền tệ Mỹ cấp phép thì không lên được sàn Nasdaq. Đã lên cổ phiếu lên sàn là hoàn toàn minh bạch, và phải chứng minh được cái hoạt động lợi nhuận của họ, chứng minh được lợi nhuận, chứng minh được sự minh bạch thì mới lên được sàn. Và IAL họ làm được những việc đó. Đấy. Thế thì IAL họ là một tập đoàn truyền thống và chính thống. Họ kinh doanh về tiền tệ, sản phẩm là tiền, trao đổi tiền. Còn chúng ta là sản phẩm là tiền và hàng, còn ở đây là tiền và tiền. Đấy, nó khác, nó vẫn là một tập đoàn hoàn toàn truyền thống chính thống, nhưng nó hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ. Nó hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, nhà mình nhé. Đó là dùng tiền để quy đổi ra tiền, dùng tiền để mua bán tiền. Đấy. Và nó tạo lợi nhuận cho chúng ta. Thế thì trong thị trường ngoại hối này thì nó có một cái trang để mà nó thống kê cái lợi nhuận của tất cả các đơn vị tham gia vào thị trường ngoại hối. Đó là trang myfacebook.com. Cái trang này nó giống như cái sổ cái toàn cầu để mà nó thống kê, nó ghi lại các giao dịch của các tập đoàn tham gia vào thị trường ngoại hối, cả các cá nhân, cả các tập đoàn luôn. Đấy. Và nếu mà nói về lợi nhuận mà anh không được MyFacebook họ thống kê, anh không đăng ký với MyFacebook cho họ thống kê cái hoạt động kinh doanh của anh, thì anh nói lợi nhuận nó hoàn toàn vô nghĩa luôn, cả nhà mình nhé. Cho nên là IAL Group ấy được MyFacebook thống kê kiểm toán là 2017 là lợi nhuận trung bình là 9,5% một tháng, 2018 lợi nhuận trung bình 2018 lợi nhuận trung bình cũng là 9,5% một tháng, và 2019 là 11% một tháng, và 2020 là 11,30% một tháng. Đấy. Và nó được Miami chấm chấm họ kiểm toán. Vậy thì chúng ta xem này, với một cái tập đoàn ngoại hối mà họ tạo ra lợi nhuận cho chúng ta trung bình là 10% một tháng thì chúng ta có thấy tuyệt vời không? Trong khi đó chúng ta thử liên hệ với lãi suất ngân hàng Việt Nam, lãi suất năm là bao nhiêu phần trăm? Đấy, thì chúng ta mới thấy là họ đã tạo ra lợi nhuận như vậy, và chính họ tạo ra lợi nhuận như vậy cho nên họ mới được chính phủ Thụy Sĩ cấp phép. Thì đầu tiên tập đoàn IAL Group ấy, họ thành lập Indonesia, bởi Indo là một trong quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á cho phép các ngân hàng tham gia vào thị trường vốn và cho phép các nhà đầu tư thông qua ngân hàng. Nhưng mà để mà vào một thị trường lớn và để mà mang tính toàn cầu thì tập đoàn phải sang châu Âu, và đặc biệt là phải vào được ngân hàng Thụy Sĩ, phải được các tổ chức ngoại hối hàng đầu của châu Âu, châu Mỹ họ kiểm toán. Cho nên là tập đoàn đã chứng minh khả năng giao dịch của mình là 2017, 2018 và 2019 liên tục tạo ra lợi nhuận 9,5% và 11%. Cho nên là tập đoàn đã được chính phủ Thụy Sĩ cấp phép, được cơ quan quản lý ngoại hối FINMA của Thụy Sĩ cấp phép. FINMA là một cơ quan quản lý tài chính lớn nhất của Thụy Sĩ, họ quản lý gần 300 công ty lớn, họ quản lý về ngành ngân hàng này, ngành bảo hiểm này và ngành ngoại hối. Và khi FINMA đã quản lý rồi thì tất cả hoạt động của anh đều phải kiểm toán. Thì tập đoàn của chúng ta là nó rất minh bạch và nó là tạo ra lợi nhuận như vậy. Trong 4 năm thì trung bình nó là khoảng 10% ở nhà mình nhé. Trong 4 năm thì nó hơn 10% cho các nhà đầu tư. Và ông chủ của IAL ấy, thì là những cái nhà mà quản lý quỹ chuyên nghiệp, cả là ông chủ của ngành ngân hàng. Và đặc biệt có một người thì là lập trình viên nổi tiếng. Cái người này thì họ có các cái công ty lập phần mềm lập trình riêng, và chính đã và anh ấy đã được tập đoàn mời về để là chuyên quản lý về phần mềm. À, thế
ADN họ tạo ra lợi nhuận như vậy. Và khi chúng ta tham gia vào đây, bây giờ chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ thông qua MyBigBook chúng ta sẽ, và cái phần mềm MT5 ấy, họ quản lý về cái giao dịch. Để chúng ta vào MT5 ấy là chúng ta biết hôm nay lãi bao nhiêu, hôm qua lãi bao nhiêu và hôm trước đấy một năm là bao nhiêu, nó kiểm toán luôn, nó minh bạch từ ngày một. Thì khi mà IAN Group họ nhận ủy thác đầu tư thì vốn chúng ta gửi vào đó thì lợi nhuận hàng tháng, ví dụ như 2020 là 11,30% một tháng trung bình, và chúng ta được nhận lãi theo tuần, mỗi tuần chúng ta được rút lãi một lần, tài khoản chúng ta cứ 100 đô là chúng ta được rút, còn gốc chúng ta rút bất kỳ lúc nào, bởi vì thị trường ngoại hối nó minh bạch, cho nên là gốc hay rút lúc nào phải rút. Và chúng ta mới để ý là không có một cái ngành nghề đầu tư nào mà chúng ta lại có thể rút gốc về. Đấy, chỉ riêng về ngoại hối và ngân hàng thì chúng ta mới được rút gốc về bất cứ lúc nào chúng ta muốn nhé. Đấy, cả nhà mình. Vậy thì cái điểm mạnh của thị trường ngoại hối là nó cho phép chúng ta rút gốc về bất cứ lúc nào, và chúng ta quản lý lợi nhuận của mình. Đấy. Đấy, thì tập đoàn IAN Group họ đã chứng minh được và họ đã nhận ủy thác đầu tư. Và bắt đầu từ tháng 8 năm 2019 ấy, thì tập đoàn IAN Group họ chính thức bắt đầu nhận ủy thác đầu tư cho các nhà đầu tư. Và hiện tại thị trường Việt Nam mình thì có hơn 6.000 nhà đầu tư, và trên thế giới thì có hơn 30.000 nhà đầu tư. Và tập đoàn IAN Group thì đã nhận ủy thác đầu tư trên 12 quốc gia, và thị trường Trung Quốc là thị trường lớn nhất, mà số người tham gia và lớn nhất là tập đoàn này, nhà mình. Đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta hiểu về thị trường ngoại hối này. Đấy, chúng ta có một tập đoàn họ tham gia ngoại hối và họ giúp họ nhận tiền của chúng ta, họ đi tham gia giao dịch, họ đi tham gia mua bán, họ tạo ra lợi nhuận chúng ta, họ tạo ra lợi nhuận chúng ta. Làm sập nguồn rồi, cả nhà vào lại nhá. Chuẩn bị nhá. Sắp hết nguồn rồi đấy. Hôm nay nghe thấy có thể nghe về ngoại hối nghe là thế, có thấy hiểu hơn không Hồng? Hôm nay nghe thấy không có bảng, nghe thấy bảng nghe không rõ.